Kính thưa quý vị các bạn thân mến, thì hôm nay mình làm cái clip này thì nó không phải là một bài viết hoàn chỉnh hay là một bài trả lời đơn thuần. Nhưng vừa rồi thì trong clip mà mình mới vừa đăng lên thì có một con chiên tên là Huy Lê đã âm thầm, không phải là âm thầm, nhưng mà cách đây 17 giờ thì có nói như thế này. Nguyên văn: nickname Lê Huy. Anh Hiệp Ba Đạo ơi, anh mà một con người tri thức thì hãy dùng tri thức của mình để đóng góp điều gì đó tốt đẹp cho đất nước này, cho thế giới này. Chính Bác Hồ đã nói: có tài mà không có đức là người vô dụng. Nay anh dùng trí thức của mình để đi nói xấu, phỉ báng tôn giáo. Cả cuộc đời anh không sớm thì muộn cũng gặp những điều xui xẻo, đau khổ. Không thân xác thì cũng tinh thần, anh còn phỉ báng tôn giáo, thì một ngày anh chết đi, người đời họ biết đến anh, họ còn chửi, còn sỉ nhục anh. Có thờ thì có thiên, có kiêng thì có lành. Đó là nguyên văn của Lê Huy đã comment trong clip. Trong clip là: ơn cứu rỗi, phép rửa tội có đúng như Chúa Kitô đã từng làm. Hiệp Bá Đạo. Thì đây mình có bình luận một cái trả lời cho bạn ấy, nhưng rất tiếc là nó chưa đầy đủ mà nó chưa hoàn chỉnh. Nội dung: Hiệp Bá Đạo Vlog trả lời. Tôi đang làm việc tốt đấy. Diệt trừ Kitô giáo là việc cần làm và nên làm. Tôn giáo Kitô không đem lại hòa bình mà đem lại sự độc. Nhưng người Kitô Việt Nam chưa hiểu và biết sự việc này. Tôi cần phải làm và làm thật nhiều. Chúc bạn đọc và nghe thật nhiều. Đó là nội dung comment của Hiệp Bá Đạo đã trả lời ngắn gọn. Thì qua đây mình sẽ có một ý nghĩ nó phong phú và trừu tượng hơn, muốn chia sẻ đến tất cả con chiên cũng như những ai còn biết và muốn tìm hiểu cái tà đạo này. Sau cái bài nói này thì mình sẽ đăng nguyên cái bài những tội ác của Kitô giáo La Mã hay là Gia Tô giáo, mình đăng trên cái bài viết. Các bạn nào có cần thích để lấy tư liệu thì các bạn cứ việc lấy, không cần phải ngại, vì tất cả những clip đây làm là không vụ lợi. Cho nên mong chia sẻ đến quý vị và các bạn thật nhiều. Trước hết ta làm một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, ta đi vào nội dung của tôn giáo đi. Thì trên Wikipedia có định nghĩa tôn giáo là gì. Mình sẽ làm từng phần. Nếu nói tôi phỉ báng tôn giáo thì tôn giáo đó như thế nào? Các bạn cần phải biết tôn giáo là gì. Tôn giáo có thể được định nghĩa là một hệ thống các văn hóa, tín ngưỡng, đức tin, bao gồm các hành vi và hành động được chỉ định cụ thể, các quan niệm về thế giới thể hiện thông qua các kinh sách, khải thị, các địa điểm linh thiêng, lời tiên tri, quan niệm đạo đức hoặc tổ chức liên quan đến nhân loại với các yếu tố siêu nhiên, siêu việt hoặc tâm linh. Tuy nhiên, hiện tại chưa có sự đồng thuận học thuật về những gì chính xác cấu thành một tôn giáo. Đó là cái định nghĩa tôn giáo là gì trên Wikipedia tiếng Việt. Đây là theo cá nhân thiện ý của mình. Nói về tôn giáo thì phải có 3 điều kiện để hình thành một tôn giáo. Hình thành một tôn giáo để cho mọi người
đi theo thì phải có chân, thiện và mỹ. Chân nó như thế nào? Chân là chân thật, là chân lý. Chân lý thì không ai có thể bẻ gãy được. Thiện là điều tốt lành, đem lại hạnh phúc, an vui. Vị tha đến muôn người, đó là thiện. Mỹ là gì? Mỹ là cái đẹp, nét đẹp của một xã hội, nét đẹp của một nền văn hóa của nước đó, của một tôn giáo đó. Đó là ba yếu tố để chúng ta có được một tôn giáo đáng tôn kính và thờ phụng. Thì theo đó là quan niệm của mình để hình thành một tôn giáo. Đây phân tích về các tôn giáo khác nhau có thể có hoặc không chứa nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các yếu tố thần thánh, những điều thiêng liêng, tín ngưỡng, một thế lực hoặc nhiều thế lực siêu nhiên, hoặc một thế lực siêu việt tạo ra các chuẩn mực và sức mạnh cho phần còn lại của cuộc đời. Các hoạt động tôn giáo có thể bao gồm các nghi lễ, bài giảng, lễ kỷ niệm hay biểu hiện sự tôn kính. Các vị thần, thánh, Phật, tế tự, lễ hội, nhập hồn, lễ nhập đạo, dịch vụ tăng lễ, dịch vụ hôn nhân, thiền, cầu nguyện, âm nhạc, nghệ thuật, múa, dịch vụ công cộng, hoặc các khía cạnh khác của văn hóa con người. Các tôn giáo có lịch sử và các kinh sách thiêng liêng có thể được bảo tồn trong các thánh thư, các biểu tượng và thánh địa, nhằm mục đích chủ yếu là tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống. Tôn giáo có thể chứa những câu chuyện tượng trưng, đôi khi được những người tin theo cho là đúng, có mục đích phụ là giải thích nguồn gốc của sự sống, vũ trụ và những thứ khác. Theo truyền thống, đức tin cùng với lý trí đã được coi là một nguồn gốc của các niềm tin tôn giáo. Có khoảng 10.000 tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới, nhưng khoảng 84% dân số thế giới theo 100 năm tôn giáo lớn nhất, đó là Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo hoặc các dạng tôn giáo dân gian. Các nhân khẩu học không liên kết tôn giáo bao gồm những người không xác định với bất kỳ tôn giáo cụ thể nào, vô thần và anotis. Trong khi số lượng những người không có tôn giáo cụ thể càng ngày càng tăng trên toàn cầu, nhiều người trong số những người không theo tôn giáo cụ thể nào vẫn có nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau. Nghiên cứu về tôn giáo bao gồm nhiều ngành học, bao gồm thần học, tôn giáo so sánh và nghiên cứu khoa học xã hội. Các lý thuyết về tôn giáo đưa ra các giải thích khác nhau về nguồn gốc và hoạt động của các tôn giáo, bao gồm các nền tảng bản thể học của các thực thể tôn giáo và niềm tin. Thôi tạm kết cái phần nói về tôn giáo. Đây thì tôn giáo của Kitô giáo liệu có xứng đáng là một tôn giáo hay không? Liệu có phải là một tôn giáo mà đáng để con người ta phải học hỏi hay không? Thì chúng ta hãy tìm hiểu bài của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang nói về Kitô giáo, những tội ác của Kitô giáo. Thì tới đây mình xin tạm dừng một chút. Tại vì bạn khui ra, bạn Lê Huy đã khui ra thì bắt buộc mình phải có bài đáp. Mà bài đáp này thì nó ơi là nặng. Thì mong bạn nghe hết, nghe cho kỹ.
và sẽ có câu trả lời trong đầu bạn, và bạn sẽ suy nghĩ về cái đạo của bạn nó như thế nào. Đừng có cắm đầu mà tin và không chịu học, không chịu đọc, không chịu nghe, không chịu nghiên cứu thì quả là một con người vô tri. Tội ác của Kitô giáo. Một là một quốc gia với danh xưng thức là Vatican City. Quốc gia này có lãnh thổ với diện tích là 0,4 km vuông hay là 0,2 mai vuông. Vào năm 1995 có dân số là 900 người. 900. Theo chế độ tăng lữ quân chủ toàn trị và có chính quyền mà hội đồng chính phủ là giáo điều Vatican. Hai là một đế quốc thực dân xâm lược mà chính quyền trung ương là giáo triều Vatican và các thuộc địa là các giáo phận tại khắp mọi nơi trên thế giới. Các thuộc địa này nằm dưới quyền cai trị của các phó vương mà thông thường được gọi là bishop, giám mục. Ba, theo đuổi chủ nghĩa bá quyền nhằm thống trị toàn cầu và nô lệ hóa nhân loại bằng lý trí, bằng lý thuyết bịp bợm đô thị Thiên Chúa. Và hệ thống tín lý Kitô sẽ được nói rõ ở hai chương 3 và 4. 4. Dùng danh xưng tôn giáo là đạo Thiên Chúa La Mã và giáo hội La Mã làm bức bình phong để che đậy giả tâm đã nêu lên trong sự kiện số 2 và số 3 trên đây. 3. 5. Có giả tâm sử dụng những chuyện hoang đường, huyễn hoặc, phi nhân bản, phản khoa học, thiếu logic do bọn lưu manh buôn thần bán thánh người Do Thái bịa đặt ra vào thời kỳ con người ở trong tình trạng bán khai của các thời ông Môi-se và ông Giê-xu cách đây hơn 2.000 năm về trước để lừa bịp và lừa gạt người đời. Phản khoa học có nghĩa rằng là cho là trời tròn đất vuông, trái đất là dẹt, ở trên có cổng trời bằng đồng thau, mở giao chìa khóa lại cho các hồng y, các tổng giám mục để mở khóa khi nước mưa nước mưa rơi xuống. Và ở trên trời có thiên đàng, có sự sống đời đời trên đó. Và Chúa Kitô đã sống lại và bay lên trời. Chẳng có chuyện đó bao giờ. Tiếp tục. 6. Tiếp tục bịa đặt ra hàng rừng chuyện hoang đường khác như Chúa Ba Ngôi, Chúa sống lại rồi bay lên thiên đàng, Đức Mẹ Đồng Trinh, nơi luyện ngục, bảy phép bí tích, Đức Mẹ hiện ra, vân vân, để khuất trương kỹ nghệ buôn thần bán thánh. 7. Chủ trương thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ để kiềm hãm tín đồ và người dân dưới quyền mãi mãi ở trong tình trạng ngu dốt giống như con người vào thời bán khai, như thời ông Môi-se và thời ông Giê-xu cách đây hơn 2.000 năm, trở lên để biến con người thành một đàn cừu mà giáo hội gọi là đàn con chiên. 8. Đặt ra hệ thống giáo luật hết sức phi nhân bản, phản khoa học, nặng tính cách võ đoán, chuyên chế nhằm giúp cho giới giáo sĩ và giai cấp thống trị tay sai dễ dàng áp bức, bóc lột tín đồ và nhân dân dưới quyền. 9. Theo đuổi chủ thuyết thần quyền, chỉ đạo thế quyền với giả tâm tiếm đoạt quyền lực chính trị, thiết lập chế độ đạo phiệt gia tô, còn được gọi là chế độ giáo hoàng hay chế độ cha cố, để có thể sử dụng chính quyền làm phương tiện thi hành chính sách bất khoan dung, cưỡng bách người dân dưới quyền phải khuất phục, phải tin vào những điều Kitô giáo quái đản và phản tuân hành những giáo lý phi nhân của giáo hội. 10. Chủ trương bạo lực để tiêu diệt tất cả các tôn giáo khác và cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải theo đạo gia tô. 11. Bóp nghẹt hết tất cả các quyền tự do căn bản của con người đã được Liên Hiệp Quốc và các nước theo chế độ tự do dân chủ như ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, v.v. công nhận. Những quyền đó là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do kết hôn và giải hôn, v.v. 12.
chủ trương hủy diệt tất cả các nền văn minh nào không phải là văn minh Do Thái hay Gia Tô. 13. Chủ trương hủy diệt tình yêu, tổ quốc và quê hương trong lòng tín đồ Gia Tô. 14. Không cho phép tín đồ có một mà thứ tình cảm thiêng liêng cao cả nào có thể sánh ngang hàng với tình yêu hay lòng tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican, Giáo hội La Mã. Tất cả mọi thứ tình yêu thiêng liêng giữa con người với con người, như tình yêu lứa đôi trai gái, tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình, giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, giữa anh em với nhau, tình thầy trò, tình bạn bè, tình yêu hàng xóm, tình yêu đối với tổ quốc, đối với quê hương và đối với dân tộc đều phải nhường bước cho tình yêu đối với giáo hội hay Tòa Thánh Vatican được ngụy tạo là tình yêu Chúa. 15. Trong thời giáo hoàng Jacques thứ 7 năm 1073 năm 1085, giáo hội đưa ra nguyên tắc chỉ có một mình giáo hoàng mới được đưa bàn chân ra cho các ông vua Chúa hôn hít. Nguyên tắc quái đản này làm nảy sinh ra tục lệ quái đản giáo sĩ bản địa phải đến quỳ mọp xuống hôn hít giày dép của giáo sĩ Âu Châu tại địa phương, và tục lệ quái đản tín đồ đến trước ghế ngồi của một vị giám mục quỳ mọp xuống để được ông ta đưa bàn tay có ngón đeo nhẫn giám mục ra để hít và hôn hít. 16. Cuối năm 1095, giáo hoàng Urban thứ 2 năm 1088 năm 1099 phát động cuộc chiến tranh, một cuộc chiến thập tự lần thứ nhất, đem quân lính đánh chiếm tàn sát nhân dân vùng Trung Đông, khởi đầu cho gần chục cuộc chiến thập tự khác tiếp theo, khiến cho mấy chục triệu sinh linh bị sát hại. 17. Năm 1215, trong thời giáo hoàng Inkosak thứ 3 năm 1198 năm 1216, giáo hội chính thức ban hành giáo luật cưỡng bách tín đồ phải đến một nơi vắng vẻ trong nhà thờ địa phương để xưng tội, kể lể những việc sai, việc làm sai trái. Theo quan niệm của giáo hội với vị linh mục quản nhiệm, mà thâm ý của giáo hội là vừa để dò xét xem trong gia đình có ai là người không tuyệt đối trung thành với giáo hội, vừa để cho các ông linh mục quản nhiệm tại địa phương có cơ hội gạ gẫm nữ tín đồ hầu giải tỏa tình trạng bế tắc về sinh lý và tâm lý vốn dĩ đã bị tù hãm đã từ lâu. 18. Năm 1232, trong thời giáo hoàng Rockley thứ 9 năm 1227 năm 1241, giáo hội cho thiết lập các tòa án dị giáo với nhiệm vụ điều tra, truy lùng, tóm cổ, tra tấn và xử tử bằng cách trói nạn nhân vào một cái cọc rồi chung củi khô và châm lửa thiêu sống. Những tín đồ bị tình nghi là có thái độ không tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican. Các tòa án quái đản này hoành hành ở Âu Châu cho đến khi cách mạng Pháp bùng nổ vào ngày 14 tháng 7 năm 1789. Riêng ở Tây Ban Nha và ở các thuộc địa của đế quốc này, các tòa án này vẫn tiếp tục tác quái cho đến năm 1821. Tính ra con số nạn nhân của các tòa án khốn nạn này lên tới gần 100 triệu. Riêng ở Tây Ban Nha và các thuộc địa của đế quốc này cũng đã tới 68 triệu. 19. Trong thời giáo hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447 năm 1455, ngày 8 tháng Giêng năm 1454, giáo hội ban hành sắc chỉ Romanus Pontificis ban cho triều đình Lisbon, Bồ Đào Nha toàn quyền tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục tất cả các quân Saracen, tức là người Ả Rập. Các dân ngoại đạo và các kẻ thù khác của giáo hội gặp bất cứ nơi nào được toàn quyền chiếm cứ tất cả các vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng, toàn quyền chiếm đoạt tất cả của nổi và của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô lệ vĩnh viễn, sẽ được trình bày ở đầy đủ ở chương 4. 20. Giáo hoàng Phaolô thứ 4 năm 1555 năm 1559 tuyên bố:
Nếu bố tôi bị phát hiện là giáo gian dị giáo, tôi sẽ chụm củi đốt ông ta luôn. Sự kiện này đưa đến việc phá vỡ nền tảng gia đình, phá vỡ tình bằng hữu, phá vỡ tình xóm làng và quê hương bằng những hành động cổ võ và khích lệ tín đồ làm những chuyện vô luân như cha con tố cáo nhau, vợ chồng tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn bè tố cáo nhau, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau, vân vân, trước tòa án của giáo hội. 21. Đặt ra giáo luật cưỡng bách những người thuộc các tôn giáo khác muốn lập gia đình với tín đồ của giáo hội thì phải từ bỏ tôn giáo cổ truyền của gia đình họ, phải học theo giáo lý Gia Tô và phải rửa tội theo đạo Gia Tô rồi mới được làm lễ thành hôn ở nhà thờ. 22. Trong thập niên năm 1860, thời giáo hoàng Pius thứ 9 năm 1846 năm 1878, giáo hội bịa ra tín lý bịp bợm giáo hoàng không nhầm lẫn để lừa dối và lừa gạt tín đồ, đặc biệt là những tín đồ đã bị điều kiện hóa thành những con cừu được quản lý bởi các ngài mang chức thánh ở trong tình trạng bất bình thường vì sinh lý và tâm lý bị tù hãm. 23. Dùng sách lược nội công bằng những đạo quân thứ năm gồm những tín đồ Gia Tô bản địa và dùng sách lược ngoại kích bằng ngoại giao cho người đi thuyết phục một hay nhiều đế quốc Âu Châu hoặc siêu cường Hoa Kỳ liên kết với giáo hội và xuất quân tấn chiếm các vùng mục tiêu làm thuộc địa để cùng quản lý, cùng thu quơ lợi nhuận cũng như bành trướng thế lực qua sách Kitô hóa bằng bạo lực. 24. Dùng chính sách chia để trị, chia các quốc gia bị chiếm ra làm nhiều tiểu quốc theo lằn ranh địa lý thiên nhiên, theo từng nhóm sắc tộc và dùng tín đồ Gia Tô bản địa làm tay sai cai trị các thành phần thuộc các tôn giáo khác, điển hình là ở Đông Dương trong những năm 1862 năm 1954 và ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 năm 1975. 25. Cấu kết với đế quốc Tây Ban Nha trong việc tấn chiếm và thống trị châu Mỹ Latin phi luật tăng trong thế kỷ thứ 16 và nhiều nơi khác vào những thời điểm khác nhau. 26. Cấu kết với đế quốc Bồ Đào Nha trong việc tấn chiếm và thống trị xứ Tây Ban Nha ở Nam Mỹ và nhiều nơi khác vào nhiều thời điểm khác nhau. 27. Cấu kết với đế quốc Pháp và Bỉ trong việc tấn chiếm và thống trị Đông Dương, Algeria, Morocco, Tunisia ở Bắc Phi và nhiều nơi khác ở châu Phi vào những thời điểm khác nhau. 28. Trong thập niên năm 1930 và trong thời đệ nhị thế chiến, giáo hội cấu kết với Đức Quốc xã và phát xít Đức, phát xít Ý đàn áp trong phong trào cách mạng Cộng hòa tại Tây Ban Nha để củng cố chính quyền đạo Việt Gia Tô Francisco Franco và thiết lập chế độ đạo Việt Gia Tô Inter tại Croatia, chế độ đạo Việt Gia Tô Inter Pavelic chỉ tồn tại có hơn 4 năm, năm 1941 năm 1945, mà đã tàn sát tới hơn 700.000 tín đồ do Thái giáo và chính thống giáo ở Croatia. Lúc đó Croatia chỉ có vỏn vẹn gần 3 triệu dân. 29. Tích cực thuyết phục đế quốc Pháp tới 3 lần trong việc xuất quân đánh chiếm và cùng thống trị Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1954 để chia phần. 30. Dạy dỗ tín đồ bản địa những lời dạy bất chính, bất nhân và bịp bợm như đừng thừa nhận quyền lực nhà vua và luật pháp của họ và Đức Giáo Hoàng ở La Mã, Roma mới là vị vua tối cao duy nhất của họ, họ chỉ tuân phục quyền lực Tòa Thánh Vatican. Đồng thời giáo hội lại dạy dỗ tín đồ phải tuyệt đối vâng lời giáo hội và các đấng bề trên trong hệ thống quyền lực của giáo hội, vâng lời quý hơn là của lễ và phải tuyệt đối trung thành với giáo hội La Mã hay Tòa Thánh Vatican. Phúc cho ai không thấy mà tin. Niềm tin tôn giáo không cần phải đến sự can thiệp
của lý trí hay của khoa học. Không thể dùng lý trí hay khoa học để giải thích niềm tin tôn giáo, vân vân. Đây là những lời dạy lưu manh nhất và thâm độc nhất của giáo hội La Mã, vì rằng chính những lời dạy này đã nhào nặng tín đồ bản địa thành những phường phong bản phản quốc, phản quê hương, phản dân tộc. Điển hình là suốt trong chiều dài lịch sử kể từ khi đạo Gia Tô được truyền vào Việt Nam vào năm 1533 cho đến ngày nay, tín đồ Gia Tô người Việt đã có thái độ và hành động như thế nào, dân Việt Nam ta đều đã nhìn thấy rõ. Sự kiện này cũng được thể hiện trong cộng đồng giáo dân Việt Nam bằng khẩu hiệu Nhất Chúa, Nhị Cha, Thứ Ba, Ngô Tổng Thống. Thì nói với bạn Huy Lê, điều đó đã cho thấy trí thức hay tri thức của tôi để phục vụ đất nước có ổn không? Hay là bạn Lê Huy cho rằng bạn theo đạo Gia Tô là phục vụ đất nước có ý nghĩa cho đất nước giống như theo lời Bác Hồ? Bạn trả lời giùm tôi. Tiếp tục, bằng hành động của Linh Mục Hoàng Quỳnh khi ông ta lớn tiếng hô hào tín đồ Gia Tô người Việt rằng thà mất nước chứ không thà mất Chúa vào năm 1964. Sự thật này đã khiến cho học giả Gia Tô Chắc Lưu Nguyễn viết bài báo có tựa đề là Truyền thống phản quốc của Công giáo Việt Nam, đăng trên tờ Đông Dương Thời Báo số 88 tháng 5 ngày 5 tháng 6 năm 2004, nơi các trang 1, 3, 4, 5, 6 và 7